Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay em quay lại cái câu chuyện về khởi kiện cho Việt Kiều. Quý vị và các bạn ạ, tôi có một số cái câu hỏi để dành cho anh chị em Việt Kiều ở nước ngoài. Một số anh chị em hỏi gì chứ cô Thu biết không, bây giờ mà tôi khởi kiện á, mà một lần đi về thì cái chi phí nó nhiều quá. Cái thứ hai nữa là cái công việc ở nước ngoài nó cũng không cho phép tôi để mà đi về. Thì những lần kiện tụng như vậy thì tôi có phải về hay không? Và cái thứ hai nữa rằng cái chi phí cho cái việc kiện tụng thì như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, để trả lời hai cái câu hỏi này, tôi đã làm nên một cái video cho quý vị và các bạn, để sau này những anh chị em đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, nếu có những cái nhu cầu về cái việc khởi kiện, về cái việc chia thừa kế, về cái việc đứng tên giùm, về những cái việc khác, thì chúng ta sẽ mạnh dạn rằng khi đã xác định được mối quan hệ tranh chấp thì chúng ta chỉ phải về Việt Nam, thậm chí cũng không cần về nữa, mà chúng ta phải đến lãnh sự quán hoặc đại sứ quán xác nhận cái đơn khởi kiện, cùng với cái việc lập cái ủy quyền cho một cái người nào đó ở Việt Nam để giúp chúng ta làm thủ tục. Trả lời câu hỏi của cái vị khách hàng hỏi với tôi rằng là khi mà khởi kiện thì tôi phải về Việt Nam mấy lần? Dạ thưa không, sau khi quý vị và các bạn xác định được cái mối quan hệ tranh chấp thì chúng ta đã về Việt Nam một lần, chúng ta đã ủy quyền cho một người nào đó giúp chúng ta tham gia tranh tụng với tư cách là nguyên đơn, với tư cách là bị đơn, thì chúng ta không có cần phải về Việt Nam nữa. Và nếu như chúng ta về Việt Nam thì chúng ta tốt thôi, còn nếu không thì chúng ta sẽ điện thoại liên lạc qua email, và chắc chắn cái người đại diện ở phía Việt Nam sẽ báo cáo tiến độ công việc. Họ có thể rằng là người quen của mình, họ cũng có thể là luật sư, họ cũng có thể là một người chuyên nghiệp. Tuy nhiên, chúng ta sẽ được biết cái nội dung của vụ việc. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện là như thế này. Tôi cũng có một người quen, họ khởi kiện đến tòa. Trong cái quá trình khởi kiện thì họ đã có cái việc là ủy quyền, nộp cái đơn khởi kiện. Trong đơn khởi kiện xác định rõ tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất là di sản của ba mẹ để lại cho họ, và khi đã xác định được chia cái suất thừa kế trong cái phần đó thì họ đã tiến hành khởi kiện ở tòa. Và song song với việc khởi kiện, nộp đơn khởi kiện ở tòa, thì họ đã có cái việc gọi là ủy quyền cho tôi với tư cách là luật sư, với tư cách là một người đủ năng lực hành vi pháp luật để khởi kiện đến tòa án. Và thưa quý vị và các bạn, nghĩa vụ của tôi rằng xác định cái quan hệ tranh chấp là thừa kế, xác định suất thừa kế. Ví dụ nhà gia đình họ có 4 anh chị em, ba mẹ của họ để lại một quyền sử dụng đất. Trong quyền sử dụng đất đó thì họ là người nước ngoài. Các anh chị em ở Việt Nam không đồng ý cho họ hưởng cái suất thừa kế này, và luật sư đã giúp họ xác định rõ trong cái suất thừa kế thì họ được một suất thừa kế bằng 1/4 di sản thừa kế. Thứ hai là về giá trị. Quý vị và các bạn ạ, tôi xin nhắc lại, luật sư đã xác định cho họ rằng yêu cầu chia di sản thừa kế là của ba mẹ để lại, và di sản này là một suất thừa kế bằng 1/4 của di sản thừa kế do ba mẹ để lại. Cứ thế làm thôi ạ. Thêm một trường hợp nữa, trong trường hợp này thì hơi khác quý vị và các bạn ạ. Anh này, anh ủy quyền lại cho một người dịch vụ giúp anh thực hiện một cái công việc gọi là sang tên đăng bộ, và do chủ quan nên anh đã thực hiện cái việc sang tên đăng bộ mà đưa toàn bộ giấy tờ. Cho nên cái người làm dịch vụ đó, cái người làm cò đó, họ không có tâm. Và họ sau khi nhận được bản chính, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất, họ đã thay mặt anh bán luôn cái tài sản. Và khi đến cái văn phòng tôi thì tôi cũng nói với anh rằng, như vậy trong trường hợp này anh yêu cầu hủy hợp đồng ủy quyền với lý do vượt quá phạm vi ủy quyền, với lý do gì đó trong nội tại của hồ sơ. Vì người được ủy quyền không được phép bán tài sản trong trường hợp chưa được sự đồng ý của người ủy quyền. Thế đó quý vị và các bạn, tôi cho rằng là cái việc xác định cái mối quan hệ tranh chấp, khi đã hủy cái hợp đồng ủy quyền rồi thì sao quý vị và các bạn? Thì trở về tài sản của anh. Trở về tài sản của anh thì anh có quyền định đoạt tài sản. Còn trong cái quá trình mà khởi kiện ở tòa đối với cái vị Việt Kiều này thì nó có nhiều cái tình huống xảy ra. Nếu trong trường hợp bị đơn, cái người dịch vụ đó họ đến tòa, họ đồng ý, thỏa thuận, họ nhận lại cái khuyết điểm của mình và họ trả lại tài sản, hoặc có thể họ cù cưa, cù nhầy, họ không đến tòa thì làm một cái thủ tục niêm yết tấm đạt, hoặc thậm chí họ nhờ một cái vị luật sư nào đó để giúp họ. Nhưng cái điểm đến cuối cùng vẫn là cơ sở pháp lý. Quyền sử dụng của ai thì người đó có quyền định đoạt. Và tôi cho rằng việc này nó trở về cái công bằng chung giữa dịch vụ và anh Việt Kiều này, không có những cái mối quan hệ gia đình. Việc làm sau khi hoàn tất thì sẽ trả cho dịch vụ một cái khoản phí. Chúng ta sẽ trở về vấn đề thứ hai nha quý vị và các bạn. Vậy thì sau khi kiện thắng rồi thì cái chi phí kiện tụng ai trả? Cái chi phí kiện tụng ở đây bao gồm cái chi phí gì quý vị và các bạn biết không? Chi phí vé máy bay nè, mà dân luật sư gọi là chi phí tàu xe đó. Chi phí đi lại nè, chi phí luật sư nè, chi phí cho cái sự suy nghĩ, cho những cái việc mà vì cái việc kiện tụng đó đã mất đi cái sự vui vẻ, mất công ăn việc làm, cộng hết tất cả. Thì đối với cái chi phí đó thì ở Việt Nam các tòa án có chấp nhận hay không? Thưa quý vị là không. Tôi hành nghề cũng hơn 10 năm rồi và tôi thấy không có cái chấp nhận cái chi phí đó quý vị và các bạn ạ. Khi nguyên đơn khởi kiện bị đơn trong cái vụ đầu tiên là vụ tranh chấp quyền thừa kế thì nguyên đơn sẽ xác định cái kỹ phần thừa kế của mình, và sau khi vì mình là người nước ngoài mình hưởng cái suất thừa kế và mình có quyền, quý vị và các bạn ạ, mình có quyền định giá trị tài sản toàn bộ và mình sẽ thẩm định, đóng tiền thẩm định giá trị tài sản. Những cái khoản chi phí đó chúng ta có thể bỏ ra toàn bộ và chúng ta có thể yêu cầu các đồng thừa kế khác liên đới thanh toán cái nghĩa vụ này, hoặc là một mình chúng ta chịu. Còn lại thì những cái chi phí giống như chi phí thuê luật sư, chi phí đi lại, những cái chi phí vé máy bay, nếu quý vị và các bạn đưa vào thì quý vị và các bạn cũng không được chấp nhận. Tại vì luật Việt Nam cho đến thời điểm này không có được những cái quy định để áp vào cái điều mà hồi nãy tôi nói, áp vào cái điều gọi là chi phí vé máy bay, chi phí tàu xe, chi phí cho những cái ngày nghỉ làm việc. Trong trường hợp thứ hai, nếu quý vị và các bạn kiện hủy cái hợp đồng thì tôi nói thật với quý vị và các bạn, anh này anh đi kiện mà bị đơn trả lại ảnh cho nhà và đất thì đó cũng là một cái thành công lớn. Chưa nói đến trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai rằng ông này đã có một cái động cơ gọi là ông bán nhà của mình, ông xài rồi thì bây giờ kiện ông không biết ông có tiền ông trả lại, thanh toán lại cho cái người mua ngay tình hay không, mà bây giờ còn bắt ông phải trả cái tiền chi phí vé máy bay, chi phí tàu xe và những chi phí khác thì khó. Tôi không biết các luật sư đồng nghiệp như thế nào, nhưng riêng bản thân tôi trong cái quá trình hành nghề, nếu ai đó đương sự của tôi, khách hàng của tôi yêu cầu những cái chi phí đó thì tôi cũng đã ôn tồn giải thích cho họ rằng quý vị có quyền đưa vào những cái chi phí phát sinh khác trong cái quá trình tố tụng. Tuy nhiên quý vị và các bạn lưu ý chi phí này sẽ khó có chấp nhận nếu quý vị và các bạn cứ đưa những cái chi phí này vào. Sau này không chấp nhận thì hơi khó. Và các bạn biết rồi, trong quá trình đưa bất kỳ một cái chi phí nào để khởi kiện ở tòa thì chúng ta phải đóng án phí cho phần chi phí đó. Thưa quý vị và các bạn, trở lại cái câu chuyện của tặng cho các kiều bào ở nước ngoài thì tôi tóm lại hai vấn đề. Việc khởi kiện ở Việt Nam sẽ không quá khó nếu quý vị và các bạn tìm một người đại diện ủy quyền, tìm một vị luật sư nào đó tư vấn cho quý vị và các bạn, và họ sẽ nhận đi đại diện cho quý vị và các bạn, báo cáo tiến độ công việc cho quý vị và các bạn, phân tích cho quý vị và các bạn quan hệ pháp luật, thừa kế, quan hệ pháp luật đứng tên giùm trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quan hệ pháp luật là hủy hợp đồng ủy quyền. Vấn đề thứ hai, các bạn không phải về Việt Nam thường xuyên và các bạn chỉ có cái việc là nghe cái tiến độ, báo cáo tiến độ. Vấn đề thứ hai đó là vấn đề quý vị và các bạn sẽ không được chấp nhận những cái chi phí mà các bạn liệt kê không nằm trong phạm vi tố tụng. Nếu chúng ta xác định mối quan hệ tranh chấp là thừa kế thì chúng ta chỉ xoáy vào vấn đề tôi yêu cầu 1/4 suất thừa kế tương đương với 1 tỷ đồng và chúng ta sẽ đóng tiền trên 1 tỷ đồng. Căng thẳng quá. Thôi bây giờ tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện như thế này. Tôi có một cái vụ kiện một tranh chấp hợp đồng mua bán nhà. Thì cái hai bên mua bán vào khoảng năm 2012 với cái giá nhà là 800 triệu. Thì phía bên ông khách hàng của tôi, ông bán cái căn nhà và ông đã lấy tiền với số tiền là 500 triệu rồi. Và cái bên mua đã đưa 500 triệu và chỉ còn tiếp tục là đưa 300 triệu còn lại thì bên khách hàng của tôi sẽ đưa nhà cho ông. Tuy nhiên phát sinh thì hai bên cự cãi như thế nào đó thì thôi tôi không tiện nói ra. Và cái phía bên người mua họ đã khởi kiện đến tòa. Quý vị và các bạn biết không, người đại diện ủy quyền của phía bên mua đó họ khởi kiện, họ yêu cầu phía bên khách hàng của tôi phải có nghĩa vụ trả cho họ 1 tỷ 200 triệu. Trong đó bao gồm là 500 triệu tiền đã thanh toán, tôi cứ cho là như vậy, và số tiền còn lại là chi phí phục hồi do lo lắng, do suy nghĩ gì đó, và cái chi phí gọi là nếu trong trường hợp thuê nhà trọ vào năm 2012 thì cái ông mà mua đó ông không phải đi thuê ra ở ngoài, và một cái con số thời gian nhân với số tiền trọ nhân lại cộng với số tiền 500 lên tới 1 tỷ 2. Thưa quý vị và các bạn, nếu trong trường hợp có 1 tỷ 2 hoặc nếu trong trường hợp có 300 triệu thì họ đã đến thỏa thuận và họ nhận nhà cho xong, chi mà khổ vậy. Và cuối một cái câu chuyện thì cũng có một cái kết thúc rất là có hậu. Thì sau đằng đẵng thuê thay đổi luật sư thì họ đã có một cái kết thúc có hậu rằng cái phía bên người mua đó họ cũng nhận một cái số tiền. Dĩ nhiên cái số tiền tại thời điểm năm 2018 nó sẽ lớn hơn so với cái số tiền 500 triệu. Thông qua cái câu chuyện này tôi nói cho quý vị và các bạn rằng chúng ta phải hiểu được những cái quy định của pháp luật Việt Nam, và chính tôi là những người có những cái kinh nghiệm trong lĩnh vực tranh tụng để giúp quý vị và các bạn, để ước lượng cho quý vị và các bạn những cái chi phí, những cái xác định cái mối quan hệ kiện tụng để chúng ta khởi kiện và chúng ta thành công. Chứ không phải chúng ta đi đến một cái đích đó và chúng ta không biết rằng là chúng ta đến như thế nào và đạt được bao nhiêu. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn đây là một cái video mang tính chất trả lời cho quý kiều bào, anh chị em Việt Kiều thôi, chứ không có những cái nội dung mang tính hướng dẫn, mà chỉ mang một cái thông điệp hướng dẫn về những cái trong cái công việc khởi kiện ở tòa, tránh đi lại nhiều lần. Nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi thì xin hãy điện thoại cho luật sư Thu Đoàn qua số điện thoại 0903 392 861. Xin trân trọng cảm ơn.